Đây là lốp con xe mình đã dán xong rồi nha mấy bạn. Hai bên hai con Nobita ở dưới cái già Doraemon nó đây. Doraemon nè, anh cồn của Doraemon đâu rồi? Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Thấy hay nhớ like, đăng ký và chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Chào tất cả các bạn đến với kênh Di Bánh Đeo mình nha. Hôm nay mình sẽ dẫn con xe mình ra bên công viên, mình đậu nó lại, đậu tem nó lại với ba miếng dán này. Đậu tem siêu rẻ luôn, miếng dán này có 9.000, 3.000 miếng thôi các bạn. Đây là con người kiến của mình, không có gì hết, đơn giản thôi. Cái kiến kiến hậu đốt hai cái mà bị mất hình cái rồi, cặp bao tay. Khuyên mấy bạn mà hết mua bánh căm bảy màu thì nhớ là kỹ nha, chứ mình thấy nó màu xuống vài tháng mình chưa về nó xuống rồi, cái ốp màu của mình xe này 4 năm rồi. Người ta có tiền người ta đậu thêm mấy trăm ngàn, mình không có tiền mình lo mình dán mấy ngàn giờ mình dán thôi. Bây giờ con xe mình nó đẹp thôi. Rồi ở kỹ nha bạn, nó bị dính rồi. Mình là mình đâu em mà bị cong lên này hay xấu à, kệ nó đi. Dạ không kỹ là đứt, nó mỏng lé à, xe cũng được giá hết. Đó cực quá nè. Nó từ từ thì nó mới gỡ nhanh được. Đây là, đây là. Đây là. Đây là. Đây là. Mình mua tới 3 miếng mà nó hết nào lấy đó dán rồi. Mày phải gỡ cẩn thận, nó khó gỡ lắm. Tắt miếng à. Đu mòn dài quá mà. Một xíu à. Xin chào.
hơi gần quá. Đó là từ cái máu cho nó mới gỡ này. Tem đậu vẫn là tem hạn vậy thôi, miếng chai vô không sao. Xé ra. Xé là cực luôn rồi. Tao giàu thì tao mua bộ tay mấy trăm ngàn, tao dán mà nó có tiền dán vậy thôi. Mô không có dính này mà nó này nó dính quá. Tắm cả rồi gấp quá rồi bị thay lần này, thay gỡ này tôi dán từ từ, dán gấp quá là nó tiêu hết. Ngôi sao này. Cái này phải có thời gian, nó rất là dính. Má hơn nữa, hơn nữa mà, má khỏi cái trong trống luôn nè. Bật cái xe rồi. Chạy hô đi.
dán lần rồi, quen nó hỏi hoài. Hỏi do chứ không làm gì hết, tại mình đâu có làm gì đâu, mình dán cho cái lạ quá kêu vô hỏi thăm nhà câu rồi cái đi. Quên em kéo theo mọi người. Đây là lốp con xe mình đã dán xong rồi nha mấy bạn. Hai bên hai con Nobita ở dưới cái già Doraemon nó đây. Doraemon nè, phần cổ của Doraemon đâu rồi? Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Thấy hay nhớ like, đăng ký và chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn.